Hello, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em ha. Trong video chia sẻ hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách kết nối Apple CarPlay là Android Auto lên trên những cái màn hình Android mà không có cái tính năng Android Auto Apple CarPlay ha. Thì đây em đang có một con iPhone thì em muốn kết nối với cái màn hình Android này thì làm thế nào? Thì để kết nối thì anh chị sẽ mua giúp em cái bộ này ha. Cái bộ này thì em mua ở trên trên group ở trên mạng á, group của mấy anh em. Đây, đây là cái bộ Kalin Kit với cái mã là CBC 200. Đó, Auto Kit nha. Thì trong video hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách kết nối Apple CarPlay không dây hoặc là Android Auto không dây lên trên cái máy tính bảng này ha. Thì cái đầu này mình sẽ cắm lên trên cái xe. Còn cái này thì mình sẽ cắm cái cáp từ điện thoại vào đây. Nếu mà muốn kết nối có dây, còn không dây thì mình cứ kết nối qua Bluetooth thôi. Thì do cái máy tính bảng này cổng Type-C nên em sẽ phải sử dụng cái bộ chuyển Type-C này ha. Rồi, đó. Thì để sử dụng được cái này á, thì anh chị và các bạn sẽ phải tải một cái file APK của nó về. Nó là cái file này, mình sẽ cài đặt lên. Đây em bấm cài đặt nha. Rồi sau đó mình sẽ bấm mở. Rồi cho phép. Rồi ở đây nó kêu upgrade này, nó cập nhật thì mình bấm cập nhật lên nha. Rồi cho phép. Rồi cài đặt. Rồi mở nó rồi. Ok, đây là cái giao diện của cái này nha. Thì mình có thể vào đây để mình cài đặt ha. Ở đây em chọn lại cái độ phân giải của nó cho nó vừa ha, và chọn cái 60 fps cho nó mượt. Ok. Thì anh chị nào muốn thì cứ thế vào đây để mình thực hiện ha. Bây giờ em sẽ kết nối cái này. Em sẽ cắm cái bộ này vào đó đây ha. Rồi bây giờ thì đây có cái iPhone đó. Ok, sử dụng rồi. Ở đây em có cái iPhone nè. Bây giờ em sẽ kết nối. Đầu tiên là mình sẽ vào Bluetooth nha. Rồi, nó có cái mục sorry, cái mục này. Kết nối vào đây. Đó, nó hỏi cái use CarPlay không thì mình cứ bấm. Đây là sử dụng qua không dây nha. Đó, đây là cái CarPlay không dây ha. Trên đây thì anh chị muốn sử dụng cái gì cũng giống như là ở trên cái màn hình xe thôi. Nó rất là đẹp nha. Đó, đầy đủ hết qua cái bộ này. Cái bộ Kalin Kit này nè. Đó ha. Rồi đơn giản Android thì cũng tương tự anh chị ha. Nếu mà anh chị muốn sử dụng thì mình chỉ cần cài đặt giống như này thôi. Đó. Setting. App Store. Đó. Safari, Netflix, Navitel. Rồi. Google Maps nè. Đó. Rồi ha. Đây là cái CarPlay. Đó. Rồi, video của em đến đây là tạm dừng ha. Thì nếu anh chị và các bạn thấy có hứng thú với sản phẩm này thì cứ
mua về để mình trải nghiệm ở trên những cái màn xe Android không có Apple CarPlay và Android Auto ha. Rồi, video của em đến đây là xin tạm dừng. Nếu anh chị và các bạn thấy video này hữu ích, hãy like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube giúp em nhé. Rồi, cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nhé.